Xin chúng ta cùng mở ra Thư Tín Côrintô nhất đoạn 2 từ câu 6 tới câu 16. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự trung khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Xin mời hội chúng cùng ngồi. Một lần nữa chúng ta cảm ơn lời Chúa và chúng ta vừa nghe đọc dẫn chúng ta tới sự đối diện với phước lành mà Chúa ban cho chúng ta và sự thay đổi mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Khi chúng ta nói về sự thay đổi thì chúng ta thấy ở trong phần Kinh Thánh này sứ đồ Phaolô đang đụng tới một cái sự thay đổi mà ông đang đòi hỏi và chờ đợi và đang trông mong Chúa làm công việc của Chúa giữa vòng hội thánh của người Côrintô. Ông đối diện với sự chia rẽ trong hội thánh mà chúng ta thấy ở trong đoạn số 1, sự chia rẽ này là sự chia rẽ trầm trọng ở trong hội thánh. Thì khi đối diện với sự chia rẽ trong hội thánh, đối diện với cái tính cách trầm trọng của cái sự chia rẽ này thì ông làm gì? Ông nói về sứ điệp tin lành. Ông nói về sứ điệp tin lành, sự giảng dạy tin lành, làm thế nào để giảng dạy lời của Chúa, không dùng sự khôn khéo mà giảng, giáo thập tự giá của Đấng Christ vô ích. Và ông dẫn các cái tín hữu trong hội thánh Côrintô tới đối diện với lại sứ điệp của lời Chúa. Rồi trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc hôm nay thì ông đang cũng nói về cái sự cái vấn đề thiếu trưởng thành ở trong hội thánh, vấn đề còn là con đỏ, cư xử như người thế gian ở trong hội thánh. Câu số 6 ông đề cập tới vấn đề đó, ông nói là chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn. Ở đây chúng ta đã nhắc kỳ trước là những kẻ được trưởng thành. Tại vì vấn đề của hội thánh là vấn đề thiếu trưởng thành, và ông nói vấn đề đó ở trong câu số đoạn 3 câu số 1 trở đi. Anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em với như với người thiêng liêng, như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Ở trong vấn đề thiếu trưởng thành, vấn đề sống không như người thiêng liêng, nhưng như là người xác thịt, như con đỏ trong Đấng Christ, giống như người trong thế gian, thì ông giải quyết vấn đề như thế nào? Ông nói về lẽ đạo của sự bày tỏ của Chúa, ông nói về lẽ đạo về Kinh Thánh, ông nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bày tỏ bởi Thánh Linh, ông nói về sự mặc khải, sự hà hơi và sự soi sáng. Cho nên chúng ta một lần nữa đối diện với những sự thay đổi trong đời sống, chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta sẽ chạy tới tìm cách nào để giải quyết vấn đề cách trực tiếp, cách ngắn hạn để mình có thể vượt qua những cái khó khăn đó. Nhưng mà cái sự thay đổi của trên bề mặt nó không đem tới cái sự thay đổi trong tấm lòng. Và những gì muốn thay đổi trong Chúa và thay đổi cách sâu xa để sống đúng theo Chúa và sự vinh hiển của Chúa, nó phải thay đổi từ trong tâm lòng, từ bên trong. Cho nên chúng ta được ông dẫn tới lời của Chúa, và những điều đó dẫn tới cái sự thay đổi trong tâm lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ nối kết với những điều này càng thêm, nhưng trước khi đi, chúng ta đi vào trong chi tiết, chúng ta đến với Chúa.
là Chúa chúng con cần được thay đổi, mỗi một người chúng con thay đổi để giống Chúa hơn, thay đổi để thánh khiết hơn, thay đổi để sống đạo cách rõ ràng, đem sự vinh hiển đến cho Chúa càng thêm. Chúng con được cần được thay đổi từ bên trong, để từ bên trong tấm lòng được thay đổi đó, cư xử bên ngoài, liên hệ bên ngoài, nối kết bên ngoài cũng được thay đổi theo, để bày tỏ chính Chúa và tình yêu của Ngài. Xin Chúa làm công việc của Chúa bây giờ khi chúng con đến với lời Chúa, để chúng con thấy Chúa Giêsu, để chúng con gặp Chúa Giêsu trong lời của Chúa, cho chúng con đầu phục Chúa trong sự vâng phục, và cho sự thay đổi của Chúa hoàn thành trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta thấy trong tự giảng bài thì chúng ta có ba phần giống như kỳ trước, đó là tin lành là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Chúa giấu kín khỏi thế gian. Chúng ta đã học phần đó, và hôm nay chúng ta sẽ nối kết với phần số 2, đó là sự khôn ngoan của Chúa bày tỏ bởi Thánh Linh qua sự mặc khải, qua sự hà hơi, qua sự soi sáng. Chúng ta có lẽ chỉ ngừng lại ở sự mặc khải và sẽ học những phần tới trong kỳ sau. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn nhắc nhở trở lại, đó là sứ đồ Phaolô đang mở ra một cái nối kết. Đó là khi chúng ta nghe lời của Chúa thì chúng ta nối kết với cái vấn đề mà chúng ta đang đối diện. Vấn đề của trong hội thánh đang đối diện là vấn đề thiếu trưởng thành như chúng ta vừa nói. Thì ông nói chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trưởng thành. Và ông nhắc nhở là khi hội thánh, ông sẽ hướng dẫn về trong lời của Chúa, về sự mặc khải của Chúa, sự hơi, sự soi sáng của Chúa. Ông sẽ nói về lẽ đạo của Kinh Thánh. Nhưng mà ông nói là không phải chỉ nghe lẽ đạo để mà học thêm, để mà biết về những sự cao vời của lẽ đạo Chúa, về kiến thức, về đức tin. Nhưng mà khi nghe đó thì nối kết với vấn đề mình đang đối diện, để Chúa làm cái công việc của Chúa thực hành trong đời sống mà chúng ta đương nghe. Thì rồi chúng ta nhắc rằng, và cũng vì như thế, khi chúng ta đến với lời Chúa thì chúng ta phải nhận biết là cái điều kiện trưởng thành là một điều kiện rất là cần kiếp. Tại vì khi chúng ta thiếu sự trưởng thành thì chúng ta không nhận được từ nơi Chúa, không thay đổi được bởi những gì mà mình học được. Nhưng mà điểm nữa đó là mình giới hạn những gì mà Chúa ban cho. Như chúng ta vừa đọc xong, hỡi anh em về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như người thiêng liêng, nhưng với người xác thịt, như với con đỏ trong đấng Christ, tôi lấy sữa nuôi anh em chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, anh em không chịu nổi. Ông nói rằng có những điều tôi muốn ban cho qua sự hướng dẫn của Chúa, có những gì lời Chúa muốn đến với các anh chị em. Nhưng mà anh chị em không chịu nổi, cho nên tôi không dạy được, không nói được, không ban cho được. Và điều đó là cái điều rất đáng sợ trong đời sống của người tin Chúa. Đó là khi chúng ta thiếu trưởng thành, và chúng ta vì thiếu trưởng thành chúng ta không nhận được những gì mà chúng ta cần phải nhận. Và vì chúng ta không nhận được những gì cần phải nhận, cho nên sự ban cho nó lại không đến được với chúng ta. Cho nên mình dính vào trong cái vòng luẩn quẩn là mình cứ thiếu trưởng thành vì mình không nhận được những điều có thể phá ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Cho đến khi Chúa, trong sự thương xót của Chúa, dẫn chúng ta đối diện với vấn đề rất là sâu đậm trong đời sống của chúng ta, và bước vào trong sự ban cho dồi dào của Chúa để có thể thắng hơn. Chúng ta nhớ lại đó là cái vấn đề giới hạn của sự ban cho, nó tỷ lệ trực tiếp với lại cái sự trưởng thành của chúng ta. Ở trong sách Hebrew chúng ta cũng nhắc lại kỳ trước, đó là tác giả của Hebrew nói là chúng ta có nhiều điều nên nói. Đang dạy về Chúa Giêsu, về chức tế lễ của Chúa Giêsu, thì ông nói nhưng mà nói không được. Khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu, đáng lẽ anh em làm thầy từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ nói không được với anh em, chỉ có nói được chuyện sơ học mà thôi. Thì một lần nữa cái giới hạn đó nó đến. Kẻ nào ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho cả thành nhân, cho cả hay dụng, tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành điều dữ. Hebrew đoạn 5 câu 14. Nếu mà chúng ta không thể ăn đồ ăn đặc thì chúng ta nằm trong cái vòng luẩn quẩn, không thể sống cho Chúa, không thể thắng hơn, mà càng ngày càng giống thế gian. Và điểm nữa ông nhắc nhở là vì cái sự trưởng thành trong Chúa là vấn đề hết sức quan trọng. Nó giúp chúng ta, nó đẩy chúng ta vào trong cái quỹ đạo của Chúa Giêsu để trở thành giống Chúa hơn. Và nếu chúng ta không trưởng thành thì chúng ta không đi được cái con đường, cái mục đích mà Chúa muốn thực nghiệm trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh. Cho nên ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 ông nhắc cho chúng ta, đó là tất cả những gì Chúa ban cho đó là để thánh đồ được trọn vẹn và công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Chúa.
cho đến chừng chúng ta thấy điều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta phải thành nhân, chúng ta phải trọn vẹn trong Đấng Christ. Đó là cái mục đích của tất cả những gì Chúa ban cho Hội Thánh, để mỗi người con cái Chúa trở thành giống Chúa Giêsu, tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa. Thì đời sống đó mới đem những người khác đến với Chúa, mới có thể thay đổi cộng đồng, mới có thể ảnh hưởng cho Chúa Giêsu được. Còn nếu chúng ta là con đỏ thì chúng ta thực sự không làm được gì cho Chúa, mà chúng ta lại đòi hỏi Hội Thánh Chúa, các anh chị em của mình phải trả giá cho mình trong cái sự thiếu trưởng thành của mỗi chúng ta. Sư Đạo Phaolô nói anh em phải trưởng thành, và điều đặc biệt khi ông nói là anh em phải trưởng thành thì ông không đưa ra một cái bảng liệt kê những điều mà anh em cần làm để trưởng thành. Ông dạy cho về lẽ đạo Kinh Thánh. Ông nói để đối diện với vấn đề thiếu trưởng thành trong đời sống, bây giờ chúng ta cùng ngồi xuống để học về lẽ đạo về Kinh Thánh, lẽ đạo của sự mặc khải, lẽ đạo của sự hà hơi, lẽ đạo của sự soi sáng. Tôi nghĩ đó là một cái sự hiểu biết cần kiếp, là chúng ta chỉ có thể giải quyết vấn đề khi chúng ta đụng tới vấn đề sâu rậm ở trong tấm lòng của chúng ta. Thay đổi bên ngoài thì khá dễ dàng, nhưng mà nó chỉ ngắn hạn mà thôi. Thay đổi ở bên trong là chuyện Chúa làm, và chuyện đó Chúa làm qua lẽ đạo của đức tin. Tại vì như chúng ta nói kỳ trước, là chỉ có hai vấn đề sai trật căn bản trong đời sống của người tin Chúa, là sự thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời và sự thiếu hiểu biết về lời Kinh Thánh. Nhưng mà sự thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời, hay là sự hiểu biết sai trật về Đức Chúa Trời, thì nó ra từ cái sự hiểu biết sai trật về lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta chỉ có một vấn đề trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta hiểu biết sai trật hay là hiểu biết thiếu sót về lời Kinh Thánh. Chúng ta không đi trong sự mầu nhiệm mà Chúa ban cho. Tiếng Anh gọi là single point of failure, có một điểm mà hễ mà đánh vào chỗ đó mà nó sập thì nó sập, gọi là sập tiệm cả đám, không còn chỗ nào đứng nổi. Cái chỗ sập tiệm cả đám của chúng ta, đó là chỗ chúng ta không hiểu lời Chúa, không sống đúng lời Chúa, và chúng ta cần trở lại với điểm đó. Khi Sứ đồ Phaolô nhắc nhở điều đó rồi thì ông nói vấn đề khó khăn của sự thiếu trưởng thành là tại vì chúng ta sống giống như người thế gian. Anh em còn như với người xác thịt, anh em là con đỏ trong Đấng Christ, anh em sống giống như người thế gian. Nhưng mà mình nói như sống giống như người thế gian thì mình suy nghĩ liền về vấn đề đạo đức, về vấn đề cư xử. Ông nói không, anh em giống như người thế gian. Khi anh em đến với lời của Chúa, anh em không hiểu lời của Chúa, anh em không nhận được lời của Chúa. Vì người thế gian không nhận được lời của Chúa, vì lời của Chúa bị giấu kín khỏi những người trong thế gian. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng có ai từng biết sự đó, bởi chừng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Ông nói là người thế gian không nhận được lời Chúa, không hiểu được lời Chúa. Tại vì nó là như tiếng lạ đối với tiếng ngoại quốc đối với người thế gian. Không phải sự khôn ngoan của đời này. Ông nói không phải lời lẽ mà người trong thế gian có thể nhận được, hiểu được. Như mà nói tiếng ngoại quốc với nhau không có thông cảm được, không có truyền thông được, thì người thế gian khi đến với lời Chúa không nghe được, không hiểu được. Điểm thứ hai, nó không phải là chỉ không nghe được, không hiểu được, nhưng nó bị giấu kín. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu. Cái sự mầu nhiệm là cái sự con người không thể tự hiểu biết được, không thể khám phá ra được cho đến khi Đức Chúa Trời mặc khải, cho đến khi Đức Chúa Trời giải bày. Nhưng mà với những người Chúa giải bày là những người ở trong Chúa và những người trưởng thành trong Chúa. Nhưng với người thế gian, nó là sự kín dấu mà Chúa họ không thể tìm ra được, mà Chúa cũng không giải bày cho họ. Mà lại thêm vào đó Chúa lại kín dấu cái hành động, cái sự mầu nhiệm là cái sự không tự mình tìm được. Còn cái sự mầu nhiệm lại thêm cái sự kín dấu nữa, kín dấu cái sự mầu nhiệm đó. Chúa giấu nó đi, và Chúa cất nó đi, và Chúa đem ra khỏi cái sự hiểu biết của con người. Thành thử đối diện với một vấn đề kinh khủng khi chúng ta đến với cái sự liên hệ đối với lời Chúa và lẽ thật trong Chúa. Chúng ta sẽ học thêm trong câu số 14, nhưng mà chúng ta đã đụng tới câu số này. Tôi muốn nhắc lại thêm, đó là khi chúng ta nói về
lời của Chúa, bởi vì cái bản chất của lời của Chúa không 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 nối kết với người thế gian như tiếng lạ với người thế gian, đó là sự mầu nhiệm của Chúa kín dấu ra khỏi người thế gian, đó là trong cái bản chất của lời Chúa, bản chất của sự mặc khải Chúa. Nhưng mà có cái bản chất của con người thế gian lại không thể nhận được trong câu số 14. Và người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sẽ như sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cái thiên liêng. Nó thêm một vấn đề nữa là cái bản chất của người không tin Chúa, bản chất của người ở ngoài Chúa thì thứ nhất đó là tự mình không nhận những gì Chúa ban cho. Cái bản chất của mình đó là mình không muốn nghe, cho mình không lấy, dạy mình không nhận. Bởi vì mình đó là bản chất của người có thánh xác thịt thì không nhận những sự thuộc về thánh linh, Đức Thánh Linh ban cho, không nhận không lấy. Nhưng mà thêm vào đó là bây giờ có khi lại muốn nhận, có khi lại muốn tìm hiểu, thì lại đụng tới vấn đề nữa là không có thể hiểu được vì phải xem xét cái thiên liêng. Nghĩa là cái lúc mình bản chất của mình là không muốn nhận, nhưng mà khi mà có muốn nhận thì cũng không nhận được, tại vì nó không nằm trong cái tầm với của mình phải xem xét cái thiêng liêng. Thành thử với người thế gian đứng vào một cái chỗ hết sức là nguy hiểm và hết sức là khó khăn, vì tự mình đã không muốn nhận, tự mình đã khước từ và Chúa thì giấu kín, và khi mình muốn đáp ứng thì không có để đáp ứng vì không thể đáp ứng được. Thì chúng ta sẽ hiểu thêm những vấn đề này khi chúng ta đi vào trong chi tiết, nhưng mà nó cho chúng ta thấy là chúng ta không thể dễ ngươi, chúng ta không thể ý khi chúng ta đến với vấn đề của lời Chúa, tại vì nó chia cắt thật sâu trong tâm tư ý tưởng của chúng ta, trong tâm lòng của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Sự khôn ngoan của Chúa giấu kín khỏi thế gian, đó là phần thứ nhất. Phần ôn của chúng ta bây giờ chúng ta tới phần số 2. Đó là chúng ta muốn nói về sự khôn ngoan của Chúa bày tỏ bởi Thánh Linh. Câu số 9 tới câu số 11. Khi sư đồ Phaolô vừa nói xong đó là những người ở trong thế gian không thể hiểu, vì họ nếu mà họ hiểu rồi thì họ sẽ đáp ứng với Chúa khác hơn là những gì họ đã đáp ứng. Họ đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá, đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự. Thì ông nói tiếp là song lai như có chép rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một thể ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Chúng ta nhắc lại đó là sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ những lẽ đạo này cho hội thánh Corinto để thay đổi cái sự cư xử của họ với nhau, để thay đổi cái sự thiếu hiệp một của họ trong đời sống của hội thánh, để thay đổi sự thiếu trưởng thành của họ. Nhưng mà để thay đổi cái cách cư xử, để thay đổi cái sự liên hệ thì ông phải thay đổi cái giá trị của đời sống của họ. He has to correct the value system, phải thay đổi cái hệ thống giá trị của họ. Là cái hệ thống giá trị đó là có những nguyên tắc chủ động trong đời sống, và để có thể thay đổi hệ thống giá trị thì ông phải trở lại với lẽ đạo, ông phải trở lại với lại những cái căn nguyên của thần đạo, tại vì những điều đó nó thẩm định cái giá trị trong lòng của một người. Đó là những điều mình tin, hay mình tin điều gì thì điều đó nó chủ động mình và nó quyết định những cái sự liên hệ trong đời sống, trong những cái điều cư xử trong đời sống. Cho nên sứ đồ Phaolô nói để mà thay đổi cái sự liên hệ của anh em với nhau, để mà thay đổi cái sự quyết định của anh em với nhau, tôi phải giải quyết cái vấn đề giá trị sống của anh em. Và giá trị sống đó đến từ lời của Chúa, cho nên ông dẫn vào trong cái sự hiểu biết lời của Chúa. Thành thử chúng ta đối diện với điều đó trong đời sống của mình. Có những cái sự thay đổi mà mình muốn áp dụng trong đời sống, mình muốn đem lại trong đời sống của gia đình, của vợ chồng, của con cái, của hội thánh. Mình nghĩ rằng mình sẽ thay đổi một vài điều trong sự cư xử. Nó không xảy ra, và nó không lâu dài. Và để có thể giải quyết vấn đề của giá trị thì phải đến với lời của Chúa. Và sứ đồ Phaolô nhắc nhở điều đó ở đây. Đó là phải đến trong sự khôn ngoan của Chúa. Nhưng mà sự khôn ngoan của Chúa được bày tỏ bởi Đức Thánh Linh.
sự khôn ngoan của Chúa được giấu kín ở trong thế gian. Chúng ta đã nói điều đó, nhưng tôi muốn nhắc lại một điều, đó là chúng ta khi nói về cái sự khôn ngoan của Chúa thì chúng ta giảng lời của Chúa, giảng sự khôn ngoan của Chúa. Chúng ta biết rằng những người thế gian và những người thiếu trưởng thành, những người giống như con đỏ thì không hiểu được. Và những điều mà Chúa muốn ban cho thì đối với những người ở ngoài Chúa và những người thiếu trưởng thành thì nó là sự màu nhiệm kín dấu, tự họ không tìm được, không tìm ra được, và mọi cố gắng của chúng ta để giúp trên cái bề mặt con người cũng không thể giúp được. Nhưng mà ở đây sư đồ Phaolô nói, nhưng mà Chúa có một cái chương trình để đụng tới chúng ta, để đụng những người thuộc về Chúa. Câu số 7 ông nhắc lại, đó là sự màu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Nghĩa là có một cái chương trình của Chúa, là Chúa từ trước các đời, từ trước vô cùng Chúa định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Chúa định sẵn là Chúa sẽ đem chúng ta vào trong sự màu nhiệm kín dấu đó, Chúa đem cho chúng ta vào trong sự mặc khải của Chúa, trong lẽ thật của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm được sự cứu rỗi trong Chúa, sự nên thánh trong Chúa, sự vinh hiển của Chúa, và đi bước vào trong sự vinh hiển mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Cho nên điều mà chúng ta không thể làm thì Chúa có chương trình để làm, và chúng ta được dạy dỗ đó là Chúa đã thẩm định trước một thời điểm, Chúa đã định sẵn, predestined, Chúa đã tiền định thời điểm mà Chúa sẽ bày tỏ tất cả mọi sự về Chúa, tất cả sự mặc khải để đem chúng ta vào trong sự vinh hiển. Cho nên cái chỗ mà Chúa định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta, sư đồ Phaolô bây giờ giải thích cái sự định sẵn cho sự vinh hiển đó là sự ban cho của sự mặc khải Chúa. Lời mặc khải ông đưa ra cho chúng ta cái sự hiểu biết đó, để khi chúng ta nói về thay đổi giá trị hay là khi chúng ta nói về kinh thánh thì chúng ta biết rằng đây là chương trình của Chúa đem vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên bắt đầu trong câu số 9 thì ông nói những điều mà đã giấu, thì ông nhắc lại cái sự cách biệt đó. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Cái chữ nhân này là điều quan trọng ở đây. Cái câu mà chúng ta vừa nghe trích dẫn đó thì chúng ta cũng thường quen thuộc. Chúng ta thường quen thuộc trong cái sự áp dụng hơi sai trật, thường chúng ta nói về sự trả lời cầu nguyện. Ở đây nó là những điều mà mình chưa thấy được, ta chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến thì Chúa trả lời cầu nguyện, Chúa ban cho. Có khi mình nói về phước hạnh của thiên đàng, đó là những điều mà dẫn chúng ta vào trong sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà đó không phải là cái định ý của tác giả ở đây. Định ý của tác giả là nói về sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời. Dầu là những điều kia nó không có sai trật, nhưng mà khi mình đến với lời của Chúa, học hỏi về giải nghĩa lời của Chúa, thì mình phải giải nghĩa theo cái định ý của tác giả mà Đức Thánh Linh dùng để biết lời của Chúa. Thì định ý của tác giả ở đây, ông đang nói về sự mặc khải của lời Chúa. Thì nói rằng có lời chép rằng, và cái lời chép rằng đó ở trong Ê-sai thì nói rằng những cái điều mà con người không thể nào tự tìm thấy, mắt chưa thấy, con người không thể đáp ứng được, không thể nhận được, tai chưa nghe, và con người không thể tìm hiểu được, không thể suy xét ra được, không thể lý luận ra được, lòng người chưa nghĩ đến. Thì chúng ta cũng thấy điều đó là có những lẽ thật của Chúa mà khi chúng ta dùng sự suy nghĩ của con người hay là những người trong thế gian đến với lời của Chúa không thể nào có thể tìm ra được. Ngay cả về dùng những lẽ đạo trong sách Phúc Âm của Phúc Âm của Chúa, chẳng hạn như nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nói về sự tha thứ của Chúa hay là sự đền tội của Chúa Giêsu, thì mình có thể nói là con người có thể thấy được sự có mặt của Chúa, nhận biết rằng Chúa là đấng tạo hóa, nhưng mà trong tất cả sự tìm kiếm của con người không nhận ra được là Chúa là đấng yêu thương, không có đi vào trong cái lẽ thật Chúa là đấng yêu thương. Con người có thể khám phá được cái sự công chính của Chúa khi đối diện với sự đòi hỏi của luật pháp Chúa, thì biết rằng sẽ có sự đoán phạt cho những người phạm tội, tất cả tội lỗi sẽ có giá trả, thì con người tìm ra điều đó, và tất cả cái sự tôn giáo của con người là đối diện với cái sự đoán phạt của tội lỗi, nhưng mà không khám phá được là Chúa là đấng tha thứ,
không 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 có trong cái sự suy nghĩ của con người khám phá là Chúa là đấng hay tha thứ, muốn tha thứ và bằng lòng để ban cho sự tha thứ, và chắc chắn không tìm được cái câu trả lời tại sự đền tội tại thập tự giá. Không có con người nào mà có thể suy nghĩ ra được là đây là Đức Chúa Trời bằng lòng sai chính con mình để vào trong thế gian chết đền tội cho người tội nhân, để Chúa có thể cứu người tội nhân vào trong sự hiện diện, sự liên hệ với Chúa. Thành thử con người không thể dùng mắt để thấy, không thể dùng tai để nghe, không thể dùng trí óc để suy nghĩ ra sự lẽ thật của Chúa. Thì điều gì xảy ra? Thì cái chỗ mà con người không thể làm được, không thể nhận được, không thể đi đến được, thì Đức Chúa Trời làm, Đức Chúa Trời ban cho. Ở đây nói, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Cái chỉ nhân đó một lần nữa là một điểm quan trọng, là cái chỗ mà con người bất lực, con người không thể, như mình nói, tìm biết đến Chúa, hiểu đến Chúa, lý luận ra Chúa, không thể làm được, đứng trong bóng tối, đứng trong chỗ dày đặc của sự mù lòa của mình, thì Chúa mở ánh sáng và ở đây dùng cái chỉ nhân để cho chúng ta thấy rằng có một điều huy hoàng, có một điều mạnh mẽ của ân điển Chúa được ban cho. Cái chữ sắm sửa là một cái chữ rất đẹp, sắm sẵn là một chữ rất đẹp, prepare là cái chữ dọn bàn, cái chữ làm đem tới cung ứng. Cái hình ảnh của một người mẹ dọn bàn cơm trong nhà cho cả gia đình, thì đem những thức ăn lên, thì ở đây cái dùng hình ảnh là Chúa bây giờ dọn bàn và đem những lẽ thật của Chúa bày tỏ càng ngày càng thêm. Chúa ban cho con người lẽ thật của Chúa để họ có thể sống trong sự liên hệ với Chúa. Con người phải sống trong lẽ thật, con người cần lẽ thật để mà sống. Con người có thể chọn để sống những lời giả dối, sống trong sự giả dối, nhưng mà để sống thật thì phải sống trong lẽ thật của Chúa. Và đó là điều mà con người không thể tự làm, không thể tìm ra lẽ thật, cũng không tự sống trong lẽ thật được. Nhưng ở đây Chúa nói Chúa sắm sẵn, Chúa ban cho, và Chúa mặc khải lẽ thật, và Chúa dẫn con người vào trong lẽ thật của Chúa. Và đó là cái sự ban cho lớn vô cùng, và điều mà chúng ta nhận biết rằng đây là điều chúng ta cần để sống, và chúng ta phải có để sống, thì bây giờ Chúa ban cho. Nhưng mà tôi muốn anh chị em để cái hình ảnh của Chúa dọn bàn, Chúa sắm sẵn một cái bàn tiệc. Một cái bàn tiệc đó là bàn tiệc của sự của lẽ thật. Giống như là mình ăn, mình đi đám cưới, nó dọn hết món này tới món kia 10 món hả? Ăn hết món này xong chưa xong nữa dọn món khác, mình cứ tiếp tục mình ăn. Thì cái hình ảnh ở đây là Chúa đem lẽ thật, cứ hết lẽ thật này đến lẽ thật kia, lẽ thật về con Chúa, lẽ thật về Đức Chúa Giêsu, lẽ thật về ý Chúa, lẽ thật về chương trình của Chúa, lẽ thật về sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù người tôi, Chúa sắm sẵn cho tôi một cái bàn đầy sự vinh hiển của Chúa, và Chúa ngồi xuống trong sự thông công với chúng ta tại bàn tiệc của Chúa để đem chúng ta vào trong sự mặc khải mà Chúa muốn dành cho. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó có một cái điều kiện, there's a catch, there's a qualification, có một cái điểm mà chúng ta phải ngừng lại để mà đo lường. Tại vì Chúa không sắm sẵn cho tất cả mọi người, Chúa không bày tỏ sự lẽ thật của Chúa cho tất cả mọi người. Ở đây nói rằng nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những kẻ yêu mến Ngài, cho những người yêu mến Chúa. Chúa không sắm sẵn cho tất cả mọi người, Chúa không ban lẽ thật cho tất cả mọi ai, chỉ cho những người yêu mến Chúa và chỉ cho họ mà thôi. Thành thử chúng ta khi mà đọc điều đó chúng ta sẽ đi suy nghĩ thêm, nhưng mà chúng ta ngừng lại ngay và chúng ta đối diện với một vấn đề mà chúng ta hay giả định cách sai lầm. Chẳng hạn như sáng nay mình giả định rằng tại vì mình đi nhóm, mình vào trong nhà thờ, mình ngồi trên ghế trong giờ giảng, và mình làm bộ là mình không buồn ngủ, mình làm bộ là mình đang thức, thì mình có thể nhận được từ nơi Chúa. Thì mình có thể là tôi học được bài học này, tôi về áp dụng, tôi sẽ có sự thay đổi. Thiệt ra là không. Tại vì ở đây nói rằng có những người Chúa chuẩn bị lẽ thật, và có những người Chúa ban cho lẽ thật, Chúa ban cho sự sáng. Và người đó là những người yêu mến Đức Chúa Trời, và chỉ có những người yêu mến Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu trong vòng chúng ta có những người không biết Đức Chúa Trời, không yêu Đức Chúa Trời,
Thì cả cái thời gian sáng hôm nay tại trong nhà thờ, nhất là trong giờ nghe giảng này, it's a waste of time, là một sự phí phạm thì giờ. You get nothing from the time you spend here. Sẽ không nhận được gì trong cái thời điểm này. Nói điều đó không nghĩa là đừng có trở lại nữa, đừng có nghe nữa. Nhưng mà nếu mà nghe điều đó mà thấy bị nhột hay là bị động chạm, tức là mình có nghe, tức là Chúa đang nói chuyện với mình. Nhưng mà nếu mà nghe mà cứ phớt tỉnh ăn lê, không có gì động chạm đến mình, thì mình biết rằng mình cần phải biết cái điều Chúa ban cho, cái giới hạn mà Chúa ban cho, cái điều kiện Chúa ban cho, để mình không ý y, mình không giả định. Nhưng mà ở đây nói rõ ràng với những người gọi là tin Chúa, mà mình có thể cứ nói rằng tôi chả cần chuẩn bị gì, tôi cũng chẳng cần suy nghĩ gì, cứ tới đó ngồi đó rồi lẽ thật nó sẽ từ từ nó thấm vào trong đời sống của mình. Lẽ thật không đến với mình trong cái chỗ osmosis, không có tự nhiên mà thấm vào trong da trong thịt, chỉ vì mình ngồi ở trong cái vòng của lời Chúa. Đây là sự ban cho của Chúa, đây là sự sắm sẵn của Chúa cho những người yêu mến Ngài. Thành thử đơn giản thôi, nếu mình biết rằng là Chúa sắm sẵn lẽ thật của Chúa cho những người yêu mến Chúa, thì mình phải hỏi rằng như vậy mình có yêu mến Chúa không, mình có trông chờ nơi Chúa không, theo lời, theo cái từ ngữ của sách Ê-sai. Ngày hôm nay mình đã đứng vào trong cái sự nối kết với Chúa, trong tình yêu thương đối với Chúa, trong sự kính yêu Chúa hay chưa. Mình đứng lên trong giờ thờ phượng, mình ca tụng mình hát những lời bài hát, nhưng mà nó có bày tỏ lòng yêu kính của mình với Chúa, hay là nó chỉ là những bài hát mà mình hát mượn lời của những người trong những nhạc sĩ, những người viết nhạc, nhưng mà không phải là lời của mình. Làm sao mình biết là mình yêu Chúa? Và đây là câu trả lời rất là đáng phải chú ý tới. Tại vì ở đây sư đồ Phaolô nói là Chúa sắm sẵn sự mặc khải, Chúa sắm sẵn những điều mà người thường không thấy, không nghe, không hiểu. Chúa sắm sẵn lời Chúa, Chúa sắm sẵn lẽ thật của Chúa cho những người yêu mến Ngài. Thì làm thế nào để mình biết là mình yêu mến Chúa? Câu trả lời là cái sự đo lường của sự yêu mến Chúa tùy thuộc nơi sự hiểu biết lời Chúa. Sự đo lường của lòng yêu mến Chúa là sự hiểu biết lời Chúa. Tại vì Chúa nói đây, Chúa sẽ ban cho sự hiểu biết, Chúa ban cho sự mặc khải, Chúa sắm sẵn cho những người đó lẽ thật của Chúa, là những người yêu mến Chúa. Cho nên dĩ nhiên theo cái điều kiện này là những người yêu mến Chúa sẽ hiểu lời Chúa, sẽ có sự mặc khải của Chúa. Thành thử chúng ta nói cái sự đo lường của lòng yêu mến Chúa là sự hiểu biết lời Chúa. Và nó ngừng mình lại ngay. Tại vì nếu đây là cái sự đo lường chính xác, thì mình có vấn đề, hay là mình có một cái nhu cầu mình phải đối diện là sự hiểu biết lời của Chúa soi sáng, hay là cái cửa sổ mở vào trong sự đo lường của tấm lòng của chúng ta đối với chính Chúa. Nó rất là màu nhiệm, và nó rất là xoáy chuyển để mà chúng ta phải ngừng lại. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa được đo lường bởi sự hiểu biết lời Kinh Thánh. Cho nên có nhiều khi mình nói tôi yêu Chúa, nhưng mà Kinh Thánh thì không hiểu gì hết, và Kinh Thánh thì cũng không muốn nghe, hay là không có gì thích thú để mà nghe lời của Chúa, thì mình có nói mình yêu Chúa bao nhiêu cũng được. Ở đây lời của Chúa nói, Chúa sắm sẵn lời lẽ thật, Chúa sắm sẵn sự mặc khải, và Chúa ban cho những người yêu mến Chúa, cho nên những người đó là những người hiểu biết lời của Chúa. Thì mình để một phút để cái lẽ thật này nó thấm vào một tí. Nhưng mà mình hiểu ngay khi mình nghe đó là mình biết mình đang ở đâu trước mặt Chúa. Cái tình yêu của mình đối với Chúa nó thực giả như thế nào, nó rất rõ ràng. Chúng ta đứng đối diện với lời của Chúa, và Chúa soi cho chúng ta trên tấm gương này, và Chúa hỏi rằng ngươi yêu ta chăng? Và chúng ta trả lời con yêu Chúa không phải là trên cái cảm xúc của con đối với Chúa. Dĩ nhiên có cảm xúc. Con yêu Chúa không phải trên cái chỗ con hầu việc Chúa trong hội thánh. Nó có cái sự hầu việc Chúa trong hội thánh. Nhưng mà từ khi Chúa hỏi là con yêu Chúa, và Chúa ban cho những người thuộc về Chúa lẽ thật của Chúa, Chúa ban cho họ sự mặc khải của lời Chúa, thì câu trả lời rằng vì con hiểu lời Chúa. Mà khi con không hiểu lời Chúa, mà con không thích lời Chúa, thì rõ ràng là con không yêu Chúa, dù là con có cảm xúc như thế nào. Những cái cảm xúc của mình thì nó nói nhiều khi nó là mình yêu mình nhiều hơn, mình thấy cảm động vì mình hát những bài thánh ca nó xúc động cho mình, nhưng mà chả yêu Chúa gì. Tại vì khi yêu Chúa thì sao? Thì hiểu biết lời Chúa và làm theo lời Chúa. Sư đồ Phaolô nhắc được điều đó. Chúng ta đã nói về câu số 14, nhưng tôi muốn đọc lại để so sánh cái sự khác biệt ở đây. Và người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi là sự rồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét các thiên liêng.
So sánh với những người yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẵn sàng mặc khải cho những người đó. Rõ ràng phải không? Cái sự tương phản không chối từ được, không giấu đi được. Chúng ta mỗi người đối diện với cái sự kêu gọi này. Nhưng mà nhiều khi mình nói điều đó nó có vẻ tiêu cực, nhưng mà nó là cái sự tích cực cho phần lớn chúng ta. Tại vì chúng ta nói hồi trước thì không hiểu gì trơn. Chưa nghe đã ngủ rồi. Bây giờ thì nghe rồi mới ngủ. Nhưng mà nói hồi trước tôi nghe tôi không hiểu, nhưng mà tự nhiên bây giờ hiểu thêm. Chưa hiểu hết nhưng mà hiểu thêm. Và hồi trước thì không thích gì, hồi trước thì nản lòng, thì bây giờ thấy chịu đựng được. Không phải chỉ sự giảng dạy đây thôi, nhưng mà học lời Chúa ở nhà cũng nghe, cũng được thèm muốn nghe lời của Chúa, tìm cách để nghe lời thêm. Các nhóm học chỗ nào mà nhóm nhỏ live group này kia thì bắt đầu đi, bắt đầu tham dự. Vì sao? Vì có lời Chúa, vì có thể tham dự lời Chúa với tất cả anh chị em của mình. Mình thấy có một cái sự thay đổi trong đời sống của mình. Mình thấy là Chúa có dọn bàn và mình bắt đầu ăn, và mình có thể nhận được lẽ thật từ nơi Chúa, thì mình nói rằng lòng yêu mến đó càng ngày càng tăng. Nhưng mà phía bên kia đó mà mình thấy cái lòng yêu mến đó nó càng ngày càng ngừng lại, mà nó không có bày tỏ ra, thì mình không có giả vờ được, mình không có thể ý được. Vì Chúa nói đây là cái sự đo lường chính xác của tâm lòng. Tâm lòng yêu mến Chúa được đo lường bởi sự hiểu biết lời Chúa, hiểu rõ lời Chúa. Thành thử chúng ta vừa có lời khuyến khích, vừa có lời báo nguy. Như chúng ta nói, nếu là chúng ta đứng vào chỗ báo nguy, khi chúng ta thấy lời Chúa không đến được với chúng ta, không nhận được trong đời sống của mình, thì đây là chỗ mà mình phải ngừng lại. Nhưng mà khi mình nghe lời báo nguy này mà mình nghe được, tức là mình còn có cái chỗ để sống, vì mình vẫn có thể đang được cái sự Chúa đem vào trong lẽ thật. Thế mà nghe điều này mà thấy tỉnh bơ, thế nó không đụng gì tới mình, nó cũng có, nó không làm mình thay đổi, mình nghe để đó, thì đó là cái chỗ chết. Và chúng ta phải nhớ rằng những người trong đời này họ đã không nhận được mà họ còn bị giấu, mà những cái Chúa giấu mà họ muốn tìm thì lại tìm không được, ngay cả tìm ra cũng không hiểu được. Cho nên chúng ta đứng đối diện với cái sự kêu gọi thánh, đó là khi lời của Chúa đến mà chúng ta thấy nó là sự sống, nó là cái sự hưng thịnh, nó làm tâm lòng chúng ta tan vỡ trước mặt Chúa, nó làm cho chúng ta mong muốn để trở thành giống Chúa, để mà vâng phục lời Chúa, thì chúng ta có thể chắc chắn bảo đảm rằng ngay trong cái sự giảng dạy mình nhận thấy nó hơi boring, nó hơi dài, nó hơi khó nghe, nhưng mà mình vẫn có thể đáp ứng được với lẽ thật, thì mình biết rằng lẽ thật đó, cái sự sống đó nó không đến từ con người, nó đến từ sự ban cho của Chúa, vì Chúa ban điều đó, sắm sẵn những điều đó cho những kẻ yêu mến Ngài. Thì cái sự ban cho đó đến như thế nào? Câu số 10, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Thì ở đây trong tiếng Việt á, thì không có nhấn mạnh như là trong nguyên bản, cho nên chúng ta muốn thiết lập lại để cho nó rõ ràng. For to us God revealed them through the Spirit. Đối với chúng ta hay là cho chúng ta, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó. Tức là cái chữ cho chúng ta đứng cái phần đầu của cái câu để mà nhấn mạnh. Trong nguyên bản khi mà muốn nhấn mạnh điều gì thì đặt để cho ở đầu câu, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh điều đó. Ông muốn chúng ta hiểu rằng Chúa làm điều này cho chúng ta. Thì ở phía trên thì nó là cho những kẻ yêu mến Ngài. Nhưng mà ông đang nhấn mạnh về vấn đề cho chúng ta trong cái nghĩa rằng chúng ta có một cái đặc ân rất lớn, và chúng ta có một cái trách nhiệm rất lớn. Lời Chúa ban cho chúng ta đối diện với lời Chúa, chúng ta nhận lấy lời Chúa, chúng ta sống trong lời Chúa, nó có một cái trách nhiệm, nó có một cái đặc ân rất lớn, nhưng nó có một cái sự đòi hỏi rất rất cao. Tương tự như là điều mà sứ đồ Phaolô nói về người Do Thái ở trong Roma đoạn 3 câu 1 câu 2 đó, thì ông hỏi rằng làm người Giu-đa có lợi cái gì, có được phước gì, thì ông trả lời rằng sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào, hay là phép các vị có ít chi chăng, ít lớn đủ mọi đàn, nghĩa là cái sự ban cho cái sự phước hạnh nó rất rất lớn, trước hết là điều này. Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. They were entrusted the oracles of God. Được Chúa ban cho, được Chúa dành cho, được Chúa giao phó lời mặc khải, lời lẽ thật của Chúa.
Đối với người Do Thái thì họ nhận được luật pháp của Chúa, họ nhận được sách cựu ước từ các đấng tiên tri, và họ là những người được giao trách nhiệm để bảo vệ lời Chúa, sống động trong lời Chúa, rao giảng lời của Chúa. Cho nên phước lớn đủ mọi đàng, và phước lớn hơn hết cho họ đó là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Nhưng mà điều mà chúng ta phải đối diện chút xíu nữa, chúng ta sẽ nói thêm, đó là họ đã nhận những điều này nhưng mà họ không sống trong điều đó, họ đã không làm trọn cái đặc ân, hay là họ không sống trong cái đặc ân mà Chúa ban cho nên họ bị cắt mất cái đặc ân đó, và họ đứng vào cái chỗ giống như người ngoại. Nhưng mà trước đó thì khi mà được ban cho như vậy thì Sư đồ Phaolô nói là nơi đó là nơi mà chúng ta phải thấy được cái sự đáp ứng của mình. Ông vừa nhắc xong là người ở ngoài Chúa thì không đáp ứng được. Câu 7, câu 8 chúng ta cũng nói vậy, cũng nhiều lần là nó kín dấu, nó không nối kết được, và những người cai quản đời này chẳng hiểu được, chẳng biết được, vì họ đã hành động rất là sai trật trong cái sự thiếu hiểu biết. Thì khi mà chúng ta đến đối diện với sự ban cho của lời Chúa thì nó có cái sự ban cho đem vào trong sự hiểu biết, và cái sự đáp ứng của chúng ta nó thẩm định cái sự ban cho đó và cái sự hiểu biết đó. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cái lẽ thật này ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13. Ở đây trong cái thời điểm, sau cái thời điểm mà dân sự Chúa, tức là dân Do Thái từ khước cái sự rao giảng của Chúa là Chúa đến, là Đấng Mêsi đến để đem nước Chúa đến với dân sự Chúa nếu mà họ ăn năn, thì họ từ khước công việc Chúa, họ từ khước cái sứ điệp của Chúa, họ nói là Chúa làm công việc của Chúa bởi sức của ma quỷ, Chúa nói là họ làm, Chúa làm bởi quyền năng của Beelzebub, tức là Lord of the Flies. Họ từ khước từ lẽ thật của Chúa, cho nên từ lúc đó Chúa không giảng cho họ những bài giảng về lẽ thật nữa, Chúa kể cho họ những ẩn dụ. Thì mình nói ẩn dụ hay lắm á, giờ ẩn dụ nghe sướng lắm, rất là thích thú, thì nó nghe sướng thiệt, nó rất là thích thú thiệt, nhưng mà nếu không giải nghĩa thì mình không hiểu nó nói cái gì. Tại vì lẽ thật là những cái câu chuyện với lại những cái với cái lẽ thật được giấu kín, và khi Chúa giảng cho những người, cho dân chúng, thì Chúa chỉ giảng cái câu chuyện mà Chúa không giải thích cái lẽ đạo, và Chúa chỉ giải thích cái lẽ đạo cho các môn đồ mà thôi. Thì các môn đồ mới đến hỏi với Chúa, thì Ma-thi-ơ đoạn 13 tôi đọc từ câu số 10. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy. Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những sự màu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết, vì sẽ cho thêm những kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu biết, và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt mà xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại, vậy ta chữa cho họ lành chăng. Nhưng phước cho mắt các ngươi thấy được, và phước cho tai các ngươi vì nghe được. Ở trong chỗ này đưa ra chúng ta một cái căn bản để mà đối diện với lời Chúa, để mà trong sự tiếp nhận của chúng ta đối với lời Chúa, nó là một cái sự đo lường rất là trắng đen, rất là rõ ràng. Chúa nói vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Những người nào đáp ứng với lời của Chúa, những người nào đến trong sự Chúa dọn bàn sắm sẵn, yêu mến Chúa và đáp ứng lại thì cho họ sẽ cho thêm. Nhưng kẻ nào không có, những người nào mà đưa được ban cho mà không lấy, những người khước từ thì Chúa nói là những kẻ nào không có thì lại cất luôn điều đã có nữa. Những người nào đã không có thì bây giờ lại càng không có thêm. Và Chúa dùng cái phần kinh thánh của Ê-sai để nhắc lại là họ sẽ như những người mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, lấy mắt xem chẳng thấy chi, lóng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lòng dân này đã cứng cỏi. Đó là sự phán xét. Chúa sẽ không ban cho sự hiểu biết lẽ thật.
Chúa sẽ không dẫn vào trong sự mặc khải. Và như chúng ta nói, nó là một cái tai hại kinh khủng. Tại vì khi chúng ta từ khước lẽ thật, mà cái cách duy nhất để chúng ta có thể trở lại là chúng ta phải biết lẽ thật để mà trở lại. Và cái cách duy nhất để chúng ta có thể biết lẽ thật là Chúa mở cửa, mở lòng, ban cho chúng ta lẽ thật, dẫn chúng ta vào trong lẽ thật, thì chúng ta mới có thể hiểu lẽ thật và nhận được lẽ thật. Bây giờ chúng ta từ khước lẽ thật, từ khước tới cái mức bây giờ Chúa để mình từ khước luôn, thì mình chỉ có cách là từ khước luôn, tại vì tự mình không thể trở lại được. Cho nên trong tiếng Anh thì dùng cái chữ the point of no return. Mỗi người của chúng ta có trong cái tâm tư của mình, trong tâm lòng của mình, có một cái điểm không trở lại được. Mình không biết nó nằm chỗ nào, mỗi người có khác nhau. Có những người lời của Chúa đến 30 năm, từ khước nhưng rồi sau đó vẫn được sự thương xót nối kết lại được. Có những người 2-3 lần từ khước, cái lòng nó cứng nhanh lắm, nó cứng cách chắc chắn, và Chúa để cho tâm lòng cứng trong sự khước từ. Thành thử chúng ta không thể y, và chúng ta phải nhớ rằng có một cái điểm rõ ràng trong sự đáp ứng với lại cái đặc ân khi mà Chúa nói là cho các ngươi, thì các ngươi phải hiểu đó là Chúa đã dùng Thánh Linh để bày tỏ một sự rất lớn lạ mà cả thế gian không có, mà cho các ngươi thì các ngươi phải nhận. Mà nếu các ngươi không nhận, nếu các ngươi từ khước, thì nhớ rằng cho những người nào nhận được thì càng nhận thêm, cho những người nào từ khước thì sẽ không còn cho nữa. Tôi sợ rằng mình không hiểu cái vấn đề ngặt nghèo đó trong đời sống. Mình từ khước thường xuyên những cơ hội mà Chúa ban cho. Mình phải nhớ rằng có một cái point of no return. Nó cho mình, nó cho gia đình mình, nó cho con cái của mình. Mình cứ đi con đường của cái sự không đáp ứng. Có một thời gian mình có muốn đáp ứng cũng không đáp ứng được. Mình có muốn tìm cũng không thấy được, muốn nghe cũng không nghe được, muốn thấy cũng không thấy được. Vì tâm lòng đã đến cái chỗ không còn được ban cho nữa. Và đó là cái điểm mà tôi muốn nhắc lại với lại về người Do Thái. Lúc nãy chúng tôi vừa đọc xong là phước lớn đủ mọi điều. Họ đã được ban cho lời của Đức Chúa Trời. They have been given the oracles of God. Đặc ân lớn, phước lớn, tất cả những gì ban cho đều lớn hết. Nhưng họ trở thành không vâng phục. Họ không đáp ứng với lời của Chúa. Thì điều gì xảy ra? Chúa lấy lại. Chúa không ban cho nữa. Họ bị đứng ở ngoài lẽ thật. Và những gì mà những lời nói trong cái sự tương phản giữa họ với thế gian trước đây, thì bây giờ họ đứng cái phía của thế gian và họ đứng cái chỗ không nhận được nữa. Roma đoạn 11 câu số 7, số 8. Vậy thì làm sao ấy là dân Israel chẳng được điều mình tìm, xong những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng, như có chép rằng Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe cho đến ngày nay. Với người Do Thái, khi họ từ khước Chúa Giêsu, khi họ không nhận những gì Chúa ban cho nữa, thì Đức Chúa Trời cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe cho đến ngày nay. Và cho đến ngày nay họ không bước vào trong đức tin được. Và chúng ta biết rằng họ sẽ đi con đường đó cho đến cuối cùng. Trừ ra là vì sự thương xót của Chúa, cho nên trước 7 năm đại nạn hay là trong 7 năm đại nạn, Chúa sẽ mở cửa thương xót của Chúa, phá vỡ vào trong cái sự cứng lòng của họ, đem họ lại trong đức tin và cứu cả dân Israel. Thì đó là cái điều Chúa làm, tại vì đây là lời hứa của Chúa trong giao ước của Chúa, Chúa sẽ làm trọn vì sự thành tín của Chúa. Nhưng mà chúng ta đối diện với một cái tấm gương một lần nữa, ở phía trên thì nói là Chúa sắm sẵn cho những người yêu mến Chúa. Mình hỏi mình có yêu mến Chúa hay không? Ở đây nó là ban sự đó cho những người nhận biết cái đặc ân của mình, để sống trong cái đặc ân đó, để mà thi hành cái sự mặc khải của Chúa ban cho. Có hiểu cái đặc ân đó không? Nếu mà không thì nhìn vào trong dân Israel, biết rằng những kẻ từ khước đặc ân sẽ không còn đặc ân nữa. Và chúng ta đối diện với điều đó, vừa được sự khuyến khích, vừa được sự cảnh báo rất là khắc khe của lời Chúa ở đây. Nhưng mà như tôi nói, mình hãy mình nghe mà mình thấy nó đụng đến mình, thì nơi đó là ánh sáng của lời Chúa vẫn còn soi vào trong tấm lòng để chúng ban cho chúng ta sự sống. Nhưng mà đặc ân là gì? Là Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Chúa đã dùng Đức Thánh Linh. Chúa đã qua Đức Thánh Linh bày tỏ. Cho nên trong cái sự liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh, chúng ta hiểu được đây là nơi mà chúng ta nối kết với lời Chúa.
Chúng ta đã nói về cái bản chất của con người không thể hiểu được, bản chất của con người không muốn hiểu, và có hiểu và có muốn thì cũng không hiểu được. Nhưng chúng ta tôn đại Chúa vì Chúa đã sắm sẵn cho những người yêu mến Chúa, và bây giờ Chúa dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những điều đó. Tức là Chúa nói Đức Thánh Linh làm cái công việc của Chúa, và trong cái công việc của Chúa dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa, để chúng ta hiểu lời Chúa càng thêm, để chúng ta có thể đáp ứng với lời Chúa theo quyền năng của Thánh Linh, theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, không phải theo sức mình, không phải theo ý định của mình, không phải theo thời điểm của mình, nhưng theo công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên ông giải thích công việc của Đức Thánh Linh. Ông nói là làm sao chúng ta bước vào trong cái sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. Ông nói vì công việc của Đức Thánh Linh, và công việc của Đức Thánh Linh đó là Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ở đây nói là Đức Thánh Linh dò xét mọi sự và dẫn chúng ta đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, ngay cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cái sự Chúa dò xét mọi sự, search all things, tìm kiếm mọi sự, không phải là Chúa mất cái gì rồi Chúa mới đi tìm, mới Chúa dò xét. Ở đây không phải là dò xét vì không biết, nhưng mà ở đây dò xét tức là tìm để mà thâu tóm lại. Ở đây nó là Chúa đang thâu tóm lại tất cả những cái lẽ đạo, tất cả những sự mặc khải mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết về chính Ngài, những sự mà Chúa muốn ban cho con cái của Ngài, về chương trình của Chúa, về mục đích của Chúa, về giá trị đời sống, về sự kêu gọi của Chúa. Nghĩa là tất cả mọi sự mà Chúa muốn cho con cái Chúa biết về Chúa và chương trình của Chúa và sự cứu rỗi trong Chúa, thì Chúa mặc khải, Chúa bày tỏ qua Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi vào trong cái sự hiểu biết đó qua Đức Thánh Linh, qua công việc của Đức Thánh Linh. Cái chỗ đó là Chúa dò xét mọi sự, thì chúng ta nhớ lại trong Roma đoạn số 8, khi nói là khi chúng ta cầu nguyện qua Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Thánh Linh dò xét cái tấm lòng mà chúng ta không bày tỏ ra được, đồng thời dò xét sự mầu nhiệm ở trong Đức Chúa Trời, để đem cái sự không bày tỏ của chúng ta được trong lời cầu nguyện đúng theo cái ý của Đức Chúa Trời, để Chúa có thể trả lời sự cầu nguyện của chúng ta. Cũng một lẽ ấy, Roma đoạn 8 câu 26, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Cho nên ở đây nói rằng Đức Thánh Linh có thể cầu thế cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét lòng chúng ta và dò xét sự hiểu biết tâm lòng của Đức Chúa Trời, và vì Đức Thánh Linh theo ý Đức Chúa Trời mà cầu thế cho chúng ta. Chúa luôn luôn cầu nguyện đúng theo ý của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa có thể dẫn chúng ta vào trong ý định của Đức Chúa Trời. Và cái sự dò xét này, đấng dò xét lòng người là đấng hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh, sự nối kết của Đức Thánh Linh với ba ngôi Đức Chúa Trời, dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Cho nên chúng ta hiểu cũng không có gì khó khăn để mà thắc mắc, là Chúa Đức Thánh Linh biết tất cả những gì ở trong Đức Chúa Trời. Không có điều gì về Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh không biết, không có ý định nào của Đức Chúa Trời, không có chương trình nào của Đức Chúa Trời giấu kín khỏi Đức Thánh Linh. Vì sao? Vì Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Thành ra Chúa biết tất cả mọi điều trong mục đích, trong chương trình, trong đường lối, bởi vì chính Chúa là Đức Chúa Trời. Và ở đây nói rằng Chúa thâu góp tất cả những điều đó, Chúa dò xét tất cả những sự ban cho đó, và Chúa hợp thành một cái sự mặc khải để mà Chúa đặt để vào trong tay của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể nhận được mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta sống. Chúng ta chỉ cần ngừng lại ở điều đó thì chúng ta thấy cái đặc ân này lớn lạ vô cùng, và cái sự ban cho này mầu nhiệm vô cùng. Mà nhìn lại trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải nói tôi phải khám phá con đường này càng thêm, chúng ta phải hiểu được này thêm. Ở đây thì Chúa nói là cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, even the depths of God. Cái sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời thì ai tìm cho ra? Làm thế nào để mà mình có thể lý luận để tìm ra cái sự sâu nhiệm của Chúa? Mình không thể được, bất khả thi, không có cách nào của con người của chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời, chứ đừng nói là biết sự tổng quát của Đức Chúa Trời, còn biết chưa xong, chứ đừng nói về sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, không bao giờ xảy ra. Mình có thể đi học trường Kinh Thánh để học cách giảng giải Thánh Kinh, mình có thể học được A+ trong lớp Hermeneutics, trong lớp
giảng kinh thánh, mình có thể viết sách commentary đủ thứ, nhưng mà đơn giản là chỉ qua Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể bước vào trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, tại vì chỉ có Chúa mới đem những gì Chúa muốn mặc khải dẫn vào trong đời sống của chúng ta. Khi sứ đồ Phaolô suy nghĩ đến điều này, sau khi ông viết 11 đoạn kinh thánh về lẽ đạo ở trong sách Roma, trước khi ông bước vào cái phần áp dụng trong đời sống, thì ông ngừng lại ở trong Roma đoạn 11, ông la lớn lên trong sự ca ngợi Chúa. Ông nói: ôi sao nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Ngài ai thấu được, đường nẻo của Ngài ai hiểu biết được. Vì ai biết ý tưởng của Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai cho Chúa biết trước đặng nhận lấy điều gì mà Ngài báo lại. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Ở đây khi sứ đồ Phaolô nói điều đó thì cái câu trả lời là không ai hết. Thì điều đó rõ ràng, ai có thể biết được sự thông biết của Đức Chúa Trời, không ai hết, nhưng mà Đức Thánh Linh biết được. Và Đức Thánh Linh biết được để ban cho chúng ta. Ai có thể biết được sự giàu có, khôn ngoan, sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, đường nẻo của Ngài, ai hiểu biết được? Câu trả lời là không ai thấu được, không ai hiểu được, nhưng Đức Thánh Linh hiểu được và Đức Thánh Linh thấu được. Và Ngài đem những điều đó để ban cho chúng ta. Thành thử cái sự ban cho này lớn lạ vô cùng như chúng ta nói. Và sứ đồ Phaolô giải thích thêm cái vấn đề ông giải thích này nó cũng đơn giản thôi. Ông đưa ra cái sự so sánh mà mình hiểu biết rất là rõ ràng. Ông nói: vả nếu không, câu số 11, vả nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết được sự trong lòng người. Cùng một lẽ ấy, nếu không phải là thần linh của Đức Chúa Trời thì ai biết được sự trong Đức Chúa Trời. Ông đưa ra cái thí dụ để mà cho chúng ta thấy được cái tầm nhìn hay là cái sự sâu hiểu biết sâu nhiệm của Chúa, của Đức Thánh Linh về tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho. Ông nói là có ai hiểu mình cho bằng mình hiểu mình không? Đâu có ai sao mà suy nghĩ được về mình hay là đọc được cái tư tưởng của mình. Nobody reads mine. Thiệt ra tôi có thể đọc được cái tư tưởng của một số anh chị em hiện giờ. Đó là chừng nào ông mới xong. Lâu quá mà chưa thấy xong. Lần nào ông giảng cũng nửa bài không. So maybe I can read mine. Nhưng mà ngay cả vợ chồng của mình ở cả mấy chục năm nó cũng đâu có hiểu nhau được. Hiểu cũng tới phần là thôi. Thì ra có nhiều khi mình không có muốn vợ mình hiểu mình thêm, tại vì hiểu thêm có lẽ không thương cho bằng là hiểu sơ sơ, tại vì hiểu thêm thấy nhiều chuyện không nên hiểu. Nhưng mà ở đây nhắc cái điểm ông sứ đồ Phaolô nói rất là rõ ràng, đó là như vậy thì cũng một lẽ, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Nếu không phải bởi Đức Thánh Linh Chúa, nếu Chúa không dẫn mình vào trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời thì chẳng ai hiểu biết Đức Chúa Trời. Và đây là chỗ mình phải ngừng lại. Chúng ta đọc đi hơi nhanh và chúng ta quên đây là điều mà sứ đồ Phaolô đang hướng dẫn chúng ta làm thế nào để được thay đổi trong đời sống của chúng ta, làm thế nào để hội thánh được thay đổi, làm thế nào để sự liên hệ được thay đổi, làm thế nào để giải quyết sự thiếu trưởng thành, làm thế nào để vượt hơn sự thiếu hiệp một. Ông nói là chúng ta phải được thay đổi trong giá trị. Và chúng ta được thay đổi trong giá trị khi chúng ta có thể đến với lời của Chúa và được thay đổi trong Đức Thánh Linh. Thì ông nói là nếu không phải Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh và không sống trong Đức Thánh Linh, không đáp ứng với Đức Thánh Linh, thì chúng ta không biết gì về Đức Chúa Trời và không thi hành được điều gì từ nơi Chúa. Nghĩa là tùy theo cái sự liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh, tùy theo sự nhạy cảm của chúng ta trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống, chúng ta mới có thể biết được những sự mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ra cho chúng ta. Cho nên điều đó rõ ràng là chỉ có Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa, chúng ta mới có thể bước vào trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi muốn có một phần nữa, còn thêm một vài phút nữa để có thể nói một vấn đề hết sức là quan trọng. Đó là cái câu hỏi rằng chúng ta biết rằng chỉ có qua Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể bước vào trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chỉ có thể qua Đức Thánh Linh chúng ta mới nhận được sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài. Thì Đức Thánh Linh bày tỏ lẽ thật của Chúa cho những người yêu mến Chúa bằng cách nào? Qua cái phương tiện nào? Trong cái cách nào để mà Chúa hướng dẫn chúng ta vào trong sự nhận biết lẽ thật của Đức Chúa Trời? Có phải qua kinh nghiệm của đời sống mình hay không? Hay là qua trực giác hay không? Hay là qua dreams and vision, qua sự mặc khải,
qua tiếng phán nửa đêm của thiên sứ, hay là có nhiều người nói là Chúa phán với lòng tôi, God speak to my heart. Tôi không biết là Chúa nói với tấm lòng thì Chúa nói cách nào, nhưng mà trong khi mình đang làm yoga hay là mình đang có người nói là Chúa phán trong khi tôi cầu nguyện, hay là có nhiều cách, nhưng mà làm thế nào để chúng ta biết cách Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa? Tại vì nếu mà chúng ta hiểu sai chỗ này, chúng ta hiểu sai hết. Và chúng ta cần phải hiểu đúng chỗ này thì mới có thể nghe Chúa rõ ràng và nghe Chúa đúng được. Tại vì nếu chúng ta không biết cái phương tiện mà Chúa nói chuyện với chúng ta, nếu mà chúng ta không biết cái phương tiện mà qua đó Đức Thánh Linh dẫn chúng ta biết sự của trong Đức Chúa Trời, thì làm sao chúng ta nhận được? Mà nếu chúng ta nhận sai, hay là giả định sai, hay là tìm kiếm chỗ sai, thì dầu chúng ta có thành tâm bao nhiêu, có hết lòng bao nhiêu, thì những điều mà chúng ta nghĩ rằng từ nơi Chúa cũng không phải đến từ nơi Chúa. Tại vì làm sao để chúng ta phân biệt được những cái noise in our head, những cái tiếng nói ở trong cái đầu của mình là cái nào đến từ nơi Chúa, cái nào đến từ chúng ta, cái nào đến từ ma quỷ, cái nào đến từ thế gian. Để tôi trả lời, đưa câu trả lời rồi chúng ta sẽ giải thích. Câu trả lời thì chúng ta cũng biết rồi, nhưng mà chúng ta cần nhấn mạnh điều này. Đó là nó đến từ nơi lời Kinh Thánh, nó đến từ nơi lời viết, viết ra từ trong sách Kinh Thánh. Tôi không nói là những cái sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Nó có sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, nhưng mà nó là những lời viết ra là lời Kinh Thánh. Tất cả những gì Chúa ban cho, Chúa cho ban cho trong quyển Kinh Thánh này. Và đây là cái chỗ mà chúng ta đến để nhận sự ban cho của Chúa, nhận sự sắm sẵn của Chúa, dẫn chúng ta vào trong cái sự nối kết với Chúa. Tại vì nếu nó là kinh nghiệm thì chúng ta tìm kiếm cái sự hướng dẫn nó khác. Nếu nó là trực giác thì chúng ta sẽ gọi là reach deep in yourself. Mình nghe cái câu đó nhiều. Phải reach deep in yourself, tôi không biết là tiếng Việt mình dịch làm sao. Nghĩa là mình phải tự tìm vào trong tấm lòng của mình, thấy được cái sức mạnh ở từ bên trong thì mới tìm được câu trả lời. Hay là nếu mà Chúa phán với mình cách trực tiếp thì lúc đó mình phải tìm hiểu cách khác hơn. Có người nói là tôi đang đánh răng, cái Đức Giêsu hiện ra và phán với tôi. Thì tôi hỏi rồi, vẫn tiếp tục đánh răng. Mình đang đánh răng, thấy Chúa hiện ra rồi cứ tiếp tục đánh răng để nghe Chúa, cái chuyện cũng khó hiểu. Nhưng mà nếu đó là cái phương cách Chúa nói chuyện với mình thì mình phải hiểu khác. Còn nếu Chúa nói qua lời Kinh Thánh thì mình phải hiểu khác. Thì mình phải đến với Chúa khác, đời sống của mình nó phải thay đổi khác, mình phải nhận cách khác. Cho nên mình nói rất cách đơn giản là khi mình cầm quyển Kinh Thánh này lên, mình cầm tất cả sự mặc khải của Chúa, tất cả sự nối kết của Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Chúa đã mặc khải, Chúa đã dọn bàn của các sự lẽ thật ở trong Chúa cho những người yêu mến Chúa, và Chúa ban cho qua Đức Thánh Linh trong lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta chỉ qua Đức Thánh Linh mới có thể hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ chúng ta thêm một điểm nữa là chỉ qua lời Kinh Thánh chúng ta mới có thể qua Đức Thánh Linh hiểu biết sự của Đức Chúa Trời. Không cách nào hơn, không có con đường nào khác. Điều này cần nhấn mạnh, tại vì như chúng ta nói là nếu mà nó là con đường duy nhất mà mình thấy con đường đó nó không có trong đời sống của mình cách mạnh mẽ, nó không phải là cái điểm chính yếu, nó không phải là cái sự nối kết, thì mình có vấn đề. Tại vì mình sẽ biết cách rõ ràng chắc chắn rằng mình không sống trong đường lối của Chúa, mình không biết được ý muốn Chúa, mình không sống trong lẽ thật của Chúa. Nhưng nếu nhìn vào trong đời sống mà mình thấy đây là cái điểm càng ngày càng trở nên then chốt, trở nên càng sống động, thì mình biết rằng mình đang đi vào cái chỗ càng ngày càng biết được những sự trong Đức Chúa Trời mà Chúa muốn ban cho. Tôi muốn đọc một vài số câu Kinh Thánh để thiết lập điều này. Phải đi nhanh hơn một tí, nhưng mà thứ nhất chúng ta dở ra ở trong sách Roma đoạn số 16, câu số 25 đến câu số 27. Sứ đồ Phaolô sau khi tuyên bố về những lẽ đạo ở trong sách Roma thì ông dâng lên lời cầu nguyện này, nhưng mà ở đây dẫn cho chúng ta vào trong cái căn bản của sự mặc khải. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Giêsu Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày ra và theo lệnh của Đức Chúa Trời hàng sống bởi các sách tiên tri, bày cho mọi dân đều biết, đặng xem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhân Đức Giêsu Christ nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Amen. Ông nói là ở đây tiếng Anh nói là by the scripture of the prophets, ở đây dịch ra cho chúng ta cũng rất rõ ràng, bởi các sách tiên tri. Sự mà bây giờ được bày ra và theo lệnh của Đức Chúa Trời thì làm sao để mà bày ra cho mọi dân hiểu biết, làm sao để dẫn họ đến sự vâng phục của Đức Thánh Linh? Bởi các sách tiên tri.
nó phải qua lời của sách, cho nên nó là sách, cho nên khi mình muốn biết lời muốn biết ý định của Chúa, chương trình của Chúa thì mình phải đọc cái sách đó, mình phải đọc cái câu đó, mình phải đọc cái đoạn đó, mình phải học cái chỗ đó thì mình mới biết được. Còn nếu mà nó là cái tiếng nói trong đầu thì mình lắng nghe khác. Ở đây nó ra từ sách, nó ra từ sách của tiên tri, nó ra từ sách lời Kinh Thánh. Roma đoạn 1 câu 1 đến câu 3, sứ đồ Phaolô cũng nói lại điều đó. Ông nói về sách Cựu Ước, lúc đó là lời Kinh Thánh, vì sách Tân Ước cũng đang được ban cho, nhưng mà cái cách ông nói ở đây tổng kết tất cả mọi điều. Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đàn giảng tin lành của Đức Chúa Trời, tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri mà Ngài đã hứa trong Kinh Thánh về con Ngài. Chúa dùng các đấng tiên tri để mà viết lại sách Kinh Thánh về những lời mà Chúa hứa về con của Chúa. Và đây là qua sách Kinh Thánh, dùng các đấng tiên tri mà đã viết lại, chúng ta biết về con của Chúa, chúng ta biết chương trình của Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3, câu 4, câu 5, một lần nữa sứ đồ Phaolô nhắc điều này. Ông đang nói về chương trình của Chúa trong ân điển Chúa ban cho hội thánh Chúa, đem người Giu-đa lẫn người ngoài lại làm một ở trong hội thánh Chúa. Thì ông nói là tôi đã bày tỏ cho anh em những điều đó, cho nên anh em đọc đến. Thì chúng ta thấy là phải có cái chữ đọc đó, là đến với sách. Thì anh em đọc đến thì anh em có thể rõ sự biết của tôi về lễ mầu nhiệm của Đấng Christ, là lễ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ ra con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Ông dùng cái chữ các sứ đồ thánh và tiên tri của Chúa trong sách mà đã được viết ra, thì đó là rõ ràng là lời Kinh Thánh cho chúng ta. Ở trong trong Tít đoạn 1 câu số 13, ông lại nhắc lại điều đó. Ta là Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và là sứ đồ của Đức Giêsu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trong cậy sự sống đời đời, là sự sống của Đức Chúa Trời không thể nói dối, để hứa từ muôn đời về trước tới kỳ định Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy và sự ta đã giao phó theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Cái chữ bày tỏ lời của Ngài ra là bày tỏ qua lời của Chúa. At proper time manifested even his word. Tức là cái thời điểm mà Chúa hứa, Chúa đã thẩm định, như trong câu số 7, là sự mầu nhiệm kiến dấu mà từ trước Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Cái sự định sẵn đó được bày tỏ ra trong lời của trong lời Kinh Thánh. Nếu mà chúng ta trở lại với lại sách Phúc Âm, thì trong Luca đoạn 24 nhắc lại điều này cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu đến gặp các môn đồ sau khi Chúa sống lại, thì Chúa dẫn cho họ vào trong lẽ thật, và Chúa phán với họ như thế này, đoạn 24 câu 44. Ngài phán rằng ấy là đó là điều khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép trong luật pháp của Môi-se, đã được viết ra trong luật sách Môi-se đã chép. Tức là phải những lời mà viết ra đó là lời mặc khải, lời viết ra đó là lời mà Đức Thánh Linh được ban cho, và Đức Thánh Linh ban cho để đem chúng ta vào trong sự hiểu biết Chúa, được chép về ta vào trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Chúng ta thấy điều này là họ đang gặp Chúa Giêsu sống lại, thì Chúa không có dẫn họ tới cái quyền năng của Chúa sống lại. Chúa không nói là xem ta đây này, ta sống lại, tới đây gặp ta, đến đây để rờ ta, thì Chúa sao Chúa giải nghĩa lời Kinh Thánh. Chúa nói là để mà họ nhận từ nơi Chúa, thì không phải với cái kinh nghiệm với Chúa, cái đó nó sẽ là cái điều xác minh về những điều họ biết, nhưng cái căn bản để biết Chúa và cái căn bản để nhận lẽ thật của Chúa và cái căn bản để bước vào trong lẽ thật của Đức Chúa Trời không phải là cái kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm của mình là cái kết quả, nhưng cái căn bản để mà sống đó là lời của Chúa. Cho nên Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu là Kinh Thánh, và Ngài nhắc lại có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn như ấy, ngày thứ ba Ngài từ kia sẽ sống lại. Ngay cả Chúa Giêsu khi mà Chúa sống lại, và đây là cái điểm mình không thể quên được, Chúa đứng đó với sự sống lại, Chúa đứng đó với quyền năng của phép lạ lớn hơn hết, thì Chúa nói làm sao? Đến với lời Kinh Thánh, đến với lời đã được chép ra, học về ta trong lời Kinh Thánh. Vì đó chỉ là cách duy nhất để nhận sự mặc khải của Đức Thánh Linh, đó là cách duy nhất mà Chúa dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô nhắc lại điều đó ở trong câu cái phần cuối mà tôi muốn kết thúc ở đây. Tôi thường dùng cái chữ kết thúc để khuyến khích anh chị em ráng thêm một tí. Ở đây trong đoạn 15, Cô Đinh Chức đoạn 15 thì nói rằng hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong lời, trong đạo ấy, tức là trong lời ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy như tôi đã giảng cho.
Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi dạy dỗ anh em điều mà chúng tôi nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. According to the scriptures, theo lời Kinh Thánh. Thì chúng ta vừa nói xong, nếu mà trong kinh nghiệm thì chúng ta sống khác. Nếu mà trong sự cảm xúc thì chúng ta tìm cách khác. Nếu mà cái sự mặc khải nó đến bởi giấc mộng thì chúng ta tìm cách khác. Nhưng nó đến với lời Kinh Thánh thì chúng ta phải đến với lời Kinh Thánh. Thành ra bây giờ để trả lời cái câu hỏi cái này, nếu mà trả lời được thì chúng ta có thể nghỉ. Cái cách nào mà Đức Thánh Linh đem chúng ta vào trong sự hiểu biết về con của Chúa, vào trong sự mặc khải của Chúa, trong sự lẽ thật của Chúa, trong chương trình của Chúa, trong ý định của Chúa, trong đường lối của Chúa? Lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh đó qua ai để dẫn chúng ta đến với Chúa? Qua Đức Thánh Linh. Good class, good students. Để chúng ta kết thúc và chúng ta suy nghĩ đến hôm nay, thì chúng ta nhớ lại là Chúa ban cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Câu hỏi cho chúng ta sáng hôm nay là lòng chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời như thế nào? Thì cái câu trả lời là chúng ta đo lường cái lòng yêu mến của Đức Chúa Trời bằng sự hiểu biết lời Chúa. Và sự hiểu biết lời của Chúa nhắc cho chúng ta đó là một cái đặc ân rất lớn, và đặc ân đó đi với lại một cái trách nhiệm rất lớn. Chúng ta phải sống không ỷ y, không có thờ ơ, nhưng sống hết lòng trong sự ban cho đó. Nhớ lại Israel và nhớ rằng lời của Chúa qua lời Kinh Thánh, lời được chép ra, lời được viết ra, cho nên không có cách nào khác hơn là phải đọc lời Chúa, phải học lời Chúa, phải nghe lời Chúa, phải vâng phục lời Chúa, mở lòng, mở tai để có thể nghe, hiểu lời của Chúa, thì mới được dẫn vào trong sự liên hệ với Chúa và biết được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cầu nguyện với nhau, nói rằng anh chị em là người được Chúa yêu, sống bày tỏ điều đó trong sự hiểu biết lời Chúa. Anh chị em được ban cho trách nhiệm và ban cho đặc ân lớn, sống trong sự năng nổ trong sự hiểu biết đó. Và anh chị em có lời của Chúa là sách đang cầm trong tay, đọc học để được biết Chúa càng hơn.